cả các bạn nhé, mình là Xuân và trong cái video này mình sẽ giới thiệu bạn một cái kèo Europe ở sàn Upbit. Và khi mà các bạn đăng ký tải app và sau đó đăng ký tài khoản xác minh email cộng với xác minh KYC ở mức thứ hai thì các bạn sẽ nhận được 50 cái token icon này có mã ký hiệu mã token là ICX này này. Thì 50 cái token đấy sẽ tương đương với khoảng là 18 đô nha. Và cái đồng cái con A đồng token ICX này là đồng coin ICX này nó xếp hạng khá là cao, xếp hạng thứ 42 luôn các bạn ạ. Rất là cao luôn và các nó lên rất là nhiều sàn rồi. Đấy các bạn có thể nhìn này, BinC này, BinC Decoin, Huobi Global này, Dragonfly X này, Coin Tiger đấy. Nói chung nó lên khá nhiều sàn lớn này, như sàn Upbit rất nhiều sàn luôn. Sàn OKX luôn nhá. Đấy, đấy. Rất nhiều sàn luôn. Thì để mà làm cái kèo này thì đầu tiên là các bạn sẽ vào cái trang của nó, sau đó các bạn sẽ mình sẽ đưa link và sau đó các bạn sẽ ấn vào cái mục Android nhé. Còn nếu mà các bạn dùng iOS thì các bạn sẽ dùng các bạn sẽ bấm lên iOS. Sau đó các bạn ấn vào cài đặt. Rồi xong sau khi cài đặt xong các bạn sẽ mở nhé. Rồi tiếp tục các bạn sẽ ấn vào phần Enable ở dưới này. Ấn cho phép. Rồi sẽ ấn Next nhé. Next cho đến khi hết. Bắt đầu các bạn sẽ ấn vào mục Sign Up. Rồi khi mà ra đến màn hình này nhá thì các bạn ở cái phần trên này các bạn sẽ sổ xuống và chọn Upbit Indonesia nha. Sau đó các bạn sẽ điền email này, password này, tích vào iCertainTrust này. Xong sau đấy là ấn sign up nha. Rồi sau khi mà các bạn ấn sign up xong thì nó sẽ thông báo là nó gửi mail cho các bạn, thì các bạn sẽ vào mở mail của các bạn ra nha. Để các bạn xác thực cái email của các bạn vào. Rồi, ấn vào Verify Email Address. Rồi, vậy là email của các bạn đã được xác thực. Bây giờ là các bạn sẽ đăng nhập lại này. Email, password, sau đó các bạn ấn vào login nha. Rồi, cái này các bạn có thể chọn mục letter nha, hoặc enable cũng được. Đấy, đây này, ngay ở cái khi bạn đăng nhập vào nó, ông đã nói về cái chương trình khuyến mại, cái chương trình Europe của nó rồi nhé. Thì các bạn sẽ ấn vào cái close này. Đấy, sau đó nó hiện ra cái yêu cầu bạn cái xác minh cái tài khoản của bạn ấy, xác thực người dùng ấy, thì các bạn sẽ ấn vào verify nha. Rồi sau khi mà vào cái phần verify, các bạn sẽ ấn vào cái phần level 2 có chữ verify, các bạn ấn vào đây nha. Đấy. Thế như là các bạn tích nhà Amnot này. Tích vào đây đây. Tên đầy đủ của các bạn này. Ngày tháng năm sinh này. Chọn giới tính nam hoặc nữ này, female hoặc nữ này. Chọn quốc tịch này. Rồi các bạn lưu ý nhé, ở đây là cái phần mà cái full name ấy, thì nó yêu cầu là các bạn điền tên theo cái KTP, tức là cái chứng minh thư đấy, chứng minh thư của mình ấy, hoặc là theo hộ chiếu nhá, thì các bạn điền tên của các bạn này, ngày tháng năm sinh thì các bạn biết rồi, đây là chọn giới tính này, chọn quốc tịch, thì hai cái này các bạn đều chọn Việt Nam mình nhé. Rồi sau đó các bạn điền cái địa chỉ của các bạn vào, thành phố này, tỉnh này. Rồi mã zip code của cái nơi bạn đang sống, và sau đó là ở dưới này chọn Việt Nam. Mã zip code này các bạn nếu mà không biết thì các bạn nên Google gõ nha. Mã zip code của các tỉnh, thành phố này nó sẽ ra. Sau khi xong các bạn sẽ next nha. Rồi tiếp tục ở đây thì các bạn sẽ up lên cái ở chỗ phần ID type. Các bạn sẽ chọn là KTP nha. Đấy, ID number thì các bạn điền chính vào cái số chứng minh thư của các bạn này.
Đấy, xong sau đấy là các bạn ấn vào True File, cái này là tải mặt trước của cái chứng minh thư này. Đấy, chỗ KTP batch này, các bạn sẽ True File và chọn tải lên cái mặt sau của cái chứng minh thư. Rồi, và tiếp tục đó là cái này là nó yêu cầu các bạn lấy một cái ảnh selfie của bạn nhé, cái ảnh chụp mà selfie của các bạn ấy, và không cần dùng cái ảnh mà các bạn có cầm cái chứng minh thư hoặc là passport nha, chỉ chụp mỗi cái ảnh cái mặt của các bạn thôi. Sau đó các bạn tải lên, sau khi tải lên đấy là các bạn sẽ ấn submit, vậy là xong. Rồi sau khi mà các bạn đã làm xong cái bước xác thực tài khoản level 2 rồi, các bạn sẽ quay ra cái màn hình chính của nó nhé. Các bạn sẽ ấn vào mục setting này. Đấy thì nó sẽ ra cái như thế này. Thì các bạn sẽ ấn vào cái mục profile này ạ. Đây này. Cái mã giới thiệu của các bạn đây nha. Thì các bạn giới thiệu bạn bè các bạn và hoặc là các bạn sẽ vào cái ấn vào cái referral program này. Đấy. Thì đây chính là cái link giới thiệu các bạn nhé. Các bạn sẽ ấn sao chép cái link này, sau đó các bạn giới thiệu bạn bè. Thì khi mà giới thiệu bạn bè thì các bạn sẽ nhận được là bao nhiêu, để mình xem lại trước. Rồi cái link giới thiệu này nó dùng để nó, bạn sẽ nhận được 50% cái số tiền. Bạn sẽ đứng ở đây này, các bạn có thể xem cái quyền lợi khi mà các bạn giới thiệu bạn bè tham gia phía dưới này nhé. Đấy. Nghĩa là các bạn sẽ được rồi, vậy là mình đã giới thiệu xong các bạn cái làm cái kèo này nhé. Và để kiểm tra cái tình trạng KC của bạn đã được hay chưa, các bạn hãy ấn vào cái mục này nhé, security này. Thế như của mình là đang trong quá trình xem xét đó. Đấy, thì các bạn có thể vào đây để kiểm tra nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ subscribe kênh YouTube của mình cũng như là join kênh Telegram để không bỏ lỡ các kèo Aerobe tiếp theo nha. Xin chào các bạn.